Diệu Nhi Vlog Fandom xin chào cả nhà nha. Hôm nay Diệu Nhi đi suối Trúc nha cả nhà. Suối Trúc của tỉnh Tây Ninh nha, ở bên núi Cậu á. Thì em mời cả nhà bữa nay mình đi đi quay ngoại cảnh một bữa nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem ủng hộ em nha. Thì bây giờ em đang đi kiếm đồ ăn. Ở đây người ta bán đồ ăn mặn không à cả nhà ơi, cho nên là đang kiếm đồ chay. Thank you.
Thì thôi em máy bay cả nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà buổi trưa ngủ ngon nha.